Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai cúc Thọ Hương anh chị. Ghép cũng được gần một mùa mấy anh chị ơi. Cái này nữa về cô chú anh chị mình chơi Tết là có bông hết nha anh chị. Này nữa là em ship chậu cho mình luôn cho cô chú anh chị mình an tâm ha. Bao ship mà cả ship chậu cho mình luôn. Để giá mềm mềm cho cô chú anh chị mình chơi ha. Mã số đầu tiên là 120. Tâm đọt rất mướt nè. Quanh 19. Chiều cao 23. Chiều cao 23 này em ship chậu cho mình luôn anh chị yên tâm ha. Mã số là 120. Rồi để cô chú anh chị mình 400 ngàn thôi. Bao ship tặng nhà luôn. 120. Rồi tiếp theo 121. Cũng là cúc Thọ Hương ha. Đây, ghép được hai bo đây nè anh chị. Đây nè ha. Cái này là mới xịt hu mít. Tâm đội rất là mạnh luôn. Quanh 16. Chiều cao 24. Để giá mềm mềm cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi 300 ngàn bao ship luôn. Hữu nghị luôn. 121. Quá mềm luôn chị ơi. 132. 122. Bao ship cả chậu luôn. Đâm đồi làm nhóc trên anh chị. Tại hôm em mới tỉa lại cho nó ấm tàn. Quanh 15. Chiều cao 23. Rồi 300 ngàn luôn chị. Bao ship 122. 123. Cái này làm để giá mềm lắm mềm luôn anh chị ơi. Nè, cây này củ đế thì bao đẹp luôn nè. Tâm trời non lại hết. Quanh 12. Chiều cao 29. 123 cái này 350 nha anh chị. Bao ship cả chậu cho mình luôn. 124 nè, quá trời đâm trời. Cây cũng quá nè, ship chậu mình luôn nha anh chị. Quanh 14. Chiều cao 20. Rồi cái này để ghế 250 nè, bao ship luôn. Bằng cây phôi anh chị ơi. 125. Cây quái cây ha. Này em có mấy cây nên xả hàng anh chị. Quanh 13 rưỡi. Chiều cao 16. Rồi 250 đó anh chị, bao ship luôn. 126. Cây này nhìn quái cây ha. Quái lắm quái nè anh chị. Quanh 13. Chiều cao 20. Rồi cái này 300 ngàn chị, bao ship. 127. Quanh 14. Chiều cao 17. 127 rồi cái này 300 ngàn chưa, bao ship. 128. Cây quái. Quanh 12. Chiều cao 16. Rồi này 250 thôi. 128. 129. 129. Quanh 13. Chiều cao 15. Rồi này để rẻ 300 ngàn thôi. Bao ship luôn. 130. Tại em trồng em mít chịch thuốc sâu anh chị. Nó bị sâu nó cạp ha. Cây đồ quái nó cây lắm anh chị. Quanh 16. Chiều cao 23. Rồi cái này giao luôn chị 300 ngàn luôn ha. Bao ship luôn. Mã số 130. 131. Quanh 14. Chiều cao 20. Rồi 131 cây này giao luôn chị cũng 300 ngàn. Bao ship. Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai cúc Thọ Hương nha anh chị. Đó, cái này ghép cũng được năm mấy rồi. Đây. Đó, gần bằng tới Úc em ha. Này là Tết bao bông nha anh chị. À, cúc Thọ Hương. À, ship nữa ship chậu cho mình luôn cho cô chú anh chị mình dễ chơi ha. 4 bo. Rồi mã số C11 nha anh chị. Gửi chậu luôn đi cho anh chị dễ chơi ha. Quanh 18. Chiều cao 42. Chiều cao 42. Cái chậu của nó là 35. Chậu 35. Rồi C11. Cây này thì em hữu nghị cho cô chú anh chị mình là rồi, để ghẻ cô chú anh chị mình 600 ngàn thôi. Cây này để ghẻ 600 ngàn nha anh chị. Bao ship cả chậu luôn ha. C11. Rồi tiếp theo mã số C12 nha anh chị. C12. Đó. Quả tròn luôn nè. Này về mình vô dây lại. Vô dây là ok liền ha cô chú anh chị. Để chờ bá luôn. Rồi, quạnh luôn. Ngược dây. Quanh 16 rưỡi. Cao 35. Cúc Thọ Hương nha anh chị. Này cỏ chậu thôi.
Rồi C12, cây này cũng 600 ngàn thôi, bao ship cả chậu cho mình chơi luôn ha. Về là Tết bao bông nha chị. C13. À, C13, cái cây này, cái nhánh này là nó bị tét một bên này ha anh chị, báo anh chị luôn này ha. Nè, nó bị hư một bên này, còn bên dính đây ha. Đây nó còn có 3 bo thôi. Đây bị tét một bên. Nè, nó ghép liền nha. Đó, thì em báo ha. Có em báo luôn chỗ đó để gãy anh chị chơi ha. Mà nó vẫn còn dính. Vẫn còn dính bên đây. Rồi, mã số C13. Vành 16. Cao 31. Rồi, cây này giao lưu anh chị à. Rồi 400 ngàn thôi, bao ship luôn. Đẹp ha. 400 ngàn mà bao ship luôn. C15. Quả cứ cái cũ nè. Ghi dưới đây cũng được nè. Ghi dưới đây. C15. Quả trời cũ nè. Cái đấy chảy. Đây chảy đều luôn anh chị. Trong ghéo đóng mình về mình chài ra thôi. Cái này ghép được tới 5 bo luôn mà. C15. Quanh 19. Cao 35. Rồi C15, cây này hữu nghị anh chị cũng là 600 ngàn thôi, bao ship cả chậu cho mình về mình chơi Tết luôn ha anh chị. Rồi tiếp theo. Cây này nè, để thú quá trời thú luôn, tại gồng ghiêu nó đóng thôi nha anh chị, chứ không có gì chứ ha. Quanh 22. Ồ, để đẹp lắm nè. Cao 36. Đầm trời mới ha. Đẹp ha. Thì Tết chơi ok luôn nha anh chị. Mã số C16. Rồi cây này thì giao luôn chị 600 ngàn thôi, bao ship tận nhà luôn. C16. C20. À, cây cúc thổ hương mà lá bị lớn là anh chị biết nuôi. Nào ha. Nè. Quá trời cái củ đế đẹp. Củ đế dữ lắm nha anh chị. Đóng nè. Quanh 18 rưỡi. Cao 32. Rồi C20, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 650 ha, bao ship tặng nhà luôn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị mình sam hương lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cái này thì số lượng em cũng còn ít thôi. Em bán rẻ cho cô chú anh chị mình là 5 cây 100 ngàn, em bao ship ha. Cái thân thì nó nhỏ hơn ngón tay út nha. Nó cỡ đầu đũa ăn á. Nè, có cây bự cây nhỏ ha, cây sống khỏe luôn rồi. Này về mình muốn ghép với sâm hương thường mình là ghép, hoặc là mình chơi cây mini rất là đẹp ha. 5 cây chỉ có 100 ngàn, em bao ship cho mình luôn nha anh chị. Đó, giá hữu nghị luôn ha. Còn mấy cây à, số lượng có hạn nha anh chị. 5 cây là 100 ngàn. Cây cao khoảng 20cm trở lại ha, chưa tới ha. Cỡ 20cm, 15-20cm. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo
là một lưỡi như thế này là 80.000 nữa chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi của chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật ngay của chú anh chị. Em bao sắc bén cho chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cây cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mình không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại.
cặp xéo và cặp tròn. Này là cặp xéo nè nghe quý anh chị. Cặp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350 ngàn một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nè cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500 g thì em bán giá là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha.